Doanh nhân ngày nay mong muốn điều gì? Tôi muốn làm việc hiệu quả hơn để có thêm thời gian cho gia đình và bản thân. Là phụ nữ kinh doanh, bạn phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Làm việc hiệu quả hơn, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, họ cần một công cụ đẳng cấp hơn, đắc dụng hơn, tuyệt vời hơn. Chiếc laptop là vật dụng không thể thiếu để tôi có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, tôi thường chọn lựa loại máy gọn nhẹ với kiểu dáng chuyên nghiệp. iOS đáp ứng được hầu hết những yêu cầu đó. Hơn thế nữa, thời gian sử dụng pin còn rất lâu. Tôi có thể mang theo máy cả ngày không cần tìm chỗ sạc. Ưu điểm này rất quan trọng với những người hay phải di chuyển như tôi. Với iOS, tôi xử lý công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi có thêm thời gian cho gia đình và bản thân. Khi miệt mài làm việc, lúc thư giãn bình yên, khi kết giao bè bạn, lúc tận hưởng tình thân, cân bằng hoàn hảo, mạnh mẽ cất bước cùng bạn. iOS series.